Khi lập bản đồ địa hình giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, các nhà phân tích thường đề cập đến cụm từ hai giải Gaza để nói về một giải Gaza có thể nhìn thấy trên mặt đất như chúng ta thường biết và một giải Gaza thứ hai là mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất. Những lối đi bí ẩn này đã bảo vệ các chiến binh Hamas và giúp họ phát động những cuộc tấn công bất ngờ vào Israel trong nhiều năm qua. Sau vụ các thành viên Hamas đột nhập vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 và trong bối cảnh Israel được cho là đã chuẩn bị đổ bộ vào Gaza, những lối đi này ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Vậy đường hầm Hamas có gì mà khiến quân đội Israel lại ngán ngẩm đến như vậy? Nó so với các đường hầm khác trên thế giới thì thế nào? Và so với địa đạo Củ Chi của Việt Nam thì sao? Quý vị hãy cùng Lê Minh khám phá qua video ngày hôm nay nhé! Vì sao có mê cung đường hầm của Hamas? Kể từ những năm 1980, các đường hầm đã là một phần trong cuộc sống của người dân dải Gaza. Tuy nhiên, tầm quan trọng của chúng được nâng lên sau khi Hamas kiểm soát Gaza, khiến Ai Cập và Israel áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt với việc di chuyển hàng hóa và con người tại dải đất này. Trước khi Hamas kiểm soát Gaza, các đường hầm được sử dụng chủ yếu cho hoạt động buôn lậu. Từ khi Hamas tiếp quản các đường hầm, nhóm này đã mở rộng chúng để vận chuyển người và hàng hóa, cất giữ và vận chuyển vũ khí, đạn dược, đặt các trung tâm chỉ huy nhằm tránh xa sự giám sát bằng máy bay của lực lượng phòng vệ Israel. Và Hamas từ lâu đã coi mạng lưới đường hầm là một dạng lực lượng dự bị chiến lược cho các hoạt động tấn công của mình. Năm 2014, lãnh đạo của nhóm Hamas khi đó là ông Khalid Meshan đã nói với tạp chí Vanity Fair rằng trong bối cảnh cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Israel, chúng tôi phải sáng tạo ra những cách thức mới. Các đường hầm là một trong những cải tiến của chúng tôi, đặt thêm nhiều trở ngại hơn cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel và tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến ở Gaza tự vệ. Không rõ là mạng lưới đường hầm nó đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của Hamas, song con số này có thể sẽ rất đáng kể, cả về nhân lực và vốn. Gaza đã bị phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không bởi Israel cũng như Ai Cập trên đất liền kể từ năm 2007 và được cho là không sở hữu loại máy móc khổng lồ thường sử dụng để xây dựng đường hầm sâu dưới lòng đất. Các chuyên gia nói rằng những người thợ đào sử dụng các công cụ cơ bản có thể đã đào sâu dưới lòng đất để đào mạng lưới được nối dây điện và được gia cố bằng bê tông. Israel từ lâu đã cáo buộc Hamas chuyển bê tông dùng cho mục đích dân sự và nhân đạo sang việc xây dựng đường hầm. Theo tờ The Washington Post, với khoảng 1.300 đường hầm được khoan sâu dưới lòng đất và dày đặc như các mê cung, khiến hệ thống này được mệnh danh là tàu điện ngầm. Hầu hết đường hầm được gia cố bằng bê tông và có cả đường dây điện, đường dây liên lạc bên trong. Theo một nghiên cứu từ RAND Corporation, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, tính đến năm 2014, Hamas đã tuyển dụng 900 nhân viên xây đường hầm. Mỗi đường hầm mất 3 tháng và chi phí xây dựng trung bình là 100.000 USD. Vào năm 2021, sau một cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã không kích và phá hủy hơn 100 km đường hầm. Đáp lại, Hamas cho biết họ đã xây dựng đến 500 km đường hầm và Israel chỉ làm hư hại 5% trong số này mà thôi. Nếu đúng như tuyên bố của Hamas, các đường hầm dưới lòng đất của nhóm này dài gấp 10 lần chiều dài dải Gaza và gần bằng một nửa chiều dài hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York, Mỹ. Chính Israel cũng thừa nhận khó khăn trong việc ứng phó với những đường hầm này. Ngay sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, Trung tá Jonathan Conriscott của lực lượng phòng vệ Israel đã nói với đài ABC News rằng việc triệt hạ các chiến binh Hamas là không hề dễ dàng chút nào vì họ ẩn mình bên trong và bên dưới dải Gaza, vốn chằng chịt các cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Conriscott nhận xét, đó là cách Hamas có thể ngăn chặn vũ khí của chúng tôi và giấu vô số rocket trong tất cả các cuộc đụng độ mà hai bên đã trải qua. Đường hầm là nơi họ đang ẩn náu lúc này khi chúng tôi ném bom. Đó là nơi chứa vũ khí và cũng là cơ sở hạ tầng quân sự mà họ dựa vào để tiếp tục chiến đấu. Hệ thống đường hầm gây khó khăn thế nào cho Israel? Thách thức đầu tiên cho Israel là xác định vị trí đường hầm. Tướng Nadav Padan, người từng chỉ huy một sư đoàn của lực lượng phòng vệ Israel vào năm 2014. Ông này hiện đã nghỉ hưu và sống ở Mỹ nhưng vừa trở về Israel vào ngày 8 tháng 10 để mà tái gia nhập lực lượng phòng vệ của nước này. Ông đã nói, chúng tôi quen thuộc với các đường hầm chủ yếu trên lý thuyết nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm thực tế.
Thông thường Israel sử dụng radar và các hệ thống giám sát để phát hiện đường hầm, nhưng hiệu quả khá hạn chế vì các đường hầm này sâu tới hàng chục mét dưới mặt đất. Trong những năm gần đây, Mỹ và Israel đang phát triển những robot có khả năng mang thiết bị cảm biến tiến sâu dưới lòng đất để tìm kiếm đường hầm. Ngay cả khi tìm thấy được một đường hầm, việc phá hủy nó lại là một vấn đề khác. Theo tổ chức Rand Corporation, lực lượng phòng vệ trên không Israel đã cố gắng thả bom dọc theo tuyến đường hầm, nhưng một số quả bom không phát nổ ở độ sâu phù hợp. Bên cạnh đó, Israel cũng sử dụng Emulsa, một loại chất nổ dạng gel, nhưng để phá mỗi đường hầm cần trung bình từ 9 đến 15 tấn thuốc nổ, quá là lãng phí. Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều con tin được cho là đang bị Hamas giấu dưới các đường hầm, việc tấn công chiến binh Hamas mà không làm hại đến con tin đã khó, chứ đừng nói đến việc là phương án phá hủy đường hầm. Trước đây, lực lượng phòng vệ Israel thường tránh giao tranh trong các đường hầm vì sự phức tạp của nó. The Economist nhận định rằng chiến tranh đô thị đã khó, chiến tranh dưới lòng đất còn khó hơn gấp bội. Tờ báo giải thích nếu chiến tranh trong thành phố bị thách thức do tầm nhìn hạn chế, phải giao tranh cận chiến và tín hiệu liên lạc kém vì phải truyền giữa các tòa nhà cao tầng, thì những khó khăn này tăng lên gấp nhiều lần trong chiến tranh dưới lòng đất. Thêm vào đó, ngay cả những máy bay không người lái tinh vi nhất cũng không thể quan sát được dưới lòng đất như là ở trên bộ. Ngoài những yếu tố trên, môi trường dưới lòng đất cũng không giống trên mặt đất. Dưới lòng đất lạnh hơn, thiếu ánh sáng, địa hình phức tạp nên đòi hỏi binh sĩ phải được huấn luyện chuyên nghiệp và có thời gian dài làm quen thì mới có thể tác chiến một cách hiệu quả được. Theo giới phân tích, để đạt được mục tiêu nhìn thấy Gaza từ bên trong như đã tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel cần thời gian dài tính bằng năm chứ không phải là nhiệm vụ vài tuần hay là vài tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lạc quan về khả năng Israel có thể ứng phó các mê cung đường hầm vì lực lượng phòng vệ nước này đã dành nhiều năm để đầu tư nghiên cứu chiến tranh đường hầm. Israel thậm chí còn xây dựng phiên bản đường hầm của riêng mình để huấn luyện cho binh sĩ nước này. Trong khi đó, giáo sư Joy Roskin, nhà địa mạo và địa chất của Đại học Bayan của Israel, cho biết rằng rất khó để lập bản đồ mạng lưới đường hầm một cách chính xác từ bề mặt hoặc là không gian. Việc bổ sung thông tin được phân loại cao là điều cần thiết để lập bản đồ 3D và hiển thị hình ảnh. Trong số các đơn vị tinh nhuệ được giao nhiệm vụ hoạt động ngầm có Yahalom, biệt kích chuyên nghiệp của quân đoàn kỹ thuật chiến đấu của Israel, được biết đến với biệt danh Chồn, chuyên tìm kiếm, dọn dẹp và phá hủy các đường hầm. Các nguồn tin của Israel cho biết những gì đang chờ đợi họ rất đáng sợ và họ phải đối mặt với một kẻ thù đã tập hợp lại và rút kinh nghiệm từ các hoạt động trước đây của Israel vào năm 2014 và 2021. Ông Amnon Sofrin, cựu thiếu tướng và cựu chỉ huy quân đoàn tình báo chiến đấu nói sẽ có rất nhiều bẫy. Họ có vũ khí nhiệt áp mà họ không có vào năm 2021. Loại vũ khí này nguy hiểm hơn. Và tôi tin rằng họ đã mua được rất nhiều hệ thống vũ khí chống tăng để cố gắng tấn công các APC, xe bọc thép chở quân, xe tăng của chúng tôi. Ông Sofrin còn nói thêm rằng Hamas cũng sẽ cố gắng bắt cóc binh lính Israel. Trong khi đó thì bà Daphne Richmond Barak, giáo sư tại Đại học Richmond của Israel và là tác giả cuốn sách Chiến tranh ngầm, cho biết xung đột tại Syria và Iraq đã làm thay đổi tình hình. Những gì IDF, tức là quân đội Israel, có thể phải đối mặt bên trong đường hầm cũng là tất cả kinh nghiệm và kiến thức mà các nhóm như ISIS, nhà nước Hồi giáo đã thu được và đã truyền lại cho Hamas. Chìa khóa nào cho Israel hóa giải cuộc chiến đường hầm? Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times hôm 15 tháng 10, ông Trương Diên Đình, cựu phó chỉ huy lực lượng không quân Đài Loan và là giáo sư phụ khoa chính trị tại trường điều hành chính trị thuộc Đại học Quốc phòng, chia sẻ rằng Israel có thể thực hiện 4 bước để chống lại cuộc chiến đường hầm rất là ghê gớm của Hamas. Quy trình gồm 4 bước. Đầu tiên, cho nổ tung cánh cửa sắt trong đường hầm. Bước sau đó, dùng súng phun lửa thẳng vào bên trong. Lửa sẽ chuyển hướng, mà đạn thì không. Như vậy, quân thù sẽ bị tiêu diệt. Bước thứ ba là lục từng ngóc ngách của đường hầm này và cuối cùng Israel sẽ thực hiện các hoạt động sử dụng khép kín, sau đó là tấn công và cuối cùng là rút ra. Ông Trương Diên Đình cho rằng với chế độ Hamas, sức mạnh quân sự của Israel có lợi thế tuyệt đối. Bởi vì chế độ Hamas là một lực lượng du kích ít hơn 20.000 người, Israel thì đã huy động tới 360.000 người và 180.000 quân chính quy, có rất nhiều quân. Tất nhiên, một số trong đó tương ứng với các cuộc tấn công ở Liban và Syria tại cao nguyên Golan. Nhưng hầu hết các nỗ lực của Israel đều hướng vào Hamas. Hamas có rất ít nhân lực và Israel thì có vũ khí hạng nặng, nhưng Hamas thì không. Hamas cũng không có khả năng tự vệ.
nên giờ họ đang biến đường hầm trở thành chiến tranh. Thưa quý vị, hệ thống đường hầm của Hamas quả thực là rất tinh vi và phức tạp, đúng không ạ? Để so sánh thì có một ví dụ rất là thú vị, đó là đường hầm của Al-Qaeda ở vùng núi Afghanistan. Và điều khiến đường hầm của Hamas khác với đường hầm của Al-Qaeda ở vùng núi Afghanistan là chúng được xây dựng bên dưới một trong những khu vực đông đúc nhất trên hành tinh. Còn đường hầm của Al-Qaeda thì được xây dựng ở những nơi vắng vẻ, thường là nối hai khu làng mạc lại với nhau. Một so sánh khá bất ngờ khác đó là so với địa đạo Củ Chi của Việt Nam thì thế nào? Ở đây chúng tôi không nói về mục đích hay là câu chuyện lịch sử chính trị, mà đơn giản là chỉ đang nói về địa lý và cách để xây dựng những đường hầm cũng như cách vận hành chúng. Hệ thống địa đạo Củ Chi của Việt Nam bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất dài khoảng 250 km và có các hệ thống thông hơi tại những vị trí bụi cây. Như vậy, nếu Hamas cung cấp thông tin chính xác thì hệ thống đường hầm của họ dài gấp đôi hệ thống đường hầm địa đạo Củ Chi. Một khác biệt nữa là hệ thống địa đạo Củ Chi thì có nhiều tầng hơn và có nhiều khu vực sinh hoạt cũng như là nhiều khu vực chiến đấu hơn. Ngoài ra thì địa đạo Củ Chi được xây dựng ở khu vực có mật độ thưa thớt hơn so với dải Gaza. Hơn thế nữa, địa đạo Củ Chi được xây dựng ở khu vực đất sét pha đá ong nên có độ bền cao, ít bị sụt lở và không dùng đến bê tông giống như là hệ thống đường hầm của Hamas. Dân quân Việt Nam thì thực sự sống dưới địa đạo Củ Chi giống y hệt trên mặt đất với mọi hoạt động sinh hoạt bình thường. Còn hệ thống đường hầm của Hamas thì phục vụ mục đích vận chuyển là chủ yếu. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa khám phá hệ thống đường hầm cực kỳ phức tạp của Hamas. Liệu rằng Israel có thể vượt qua được bài toán khó này hay không? Hãy cùng chờ đợi hồi sau phân giải. Hãy bình luận chủ đề tiếp theo mà quý vị mong muốn được đón xem. Đừng quên đăng ký kênh Tri Thức Mới để liên tục đồng hành cùng ekip chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hấp dẫn tiếp theo.